Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Một đại diện đại lý mới đây cũng tiết lộ Apple có thể nâng thị trường Việt Nam lên mức ưu tiên cao nhất và mở Apple Store đầu tiên khi ra mắt iPhone 16. BL Crystal, đối tác mặt kính lớn của Apple, vừa đề xuất đầu tư dự án 6.000 tỷ đồng tại khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách, tiếp nối làn sóng dịch chuyển sản xuất của ông lớn thiết bị thông minh này về Việt Nam. Trước đó, BOE Technology Group đã công bố kế hoạch rót 400 triệu đô la Mỹ để xây hai nhà máy ở Việt Nam và đã đàm phán thuê đất tại miền Bắc ngay đầu năm. BOE được Apple đưa vào danh sách các đối tác sản xuất từ năm 2021, được dự báo trở thành hãng cung cấp màn hình lớn nhất cho các mẫu iPhone mới trong năm 2024. Tháng 4, 2023, Quanta Computer cũng đã ký thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc phát triển nhà máy sản xuất máy tính quy mô 22,5 hectare, tổng mức đầu tư 120 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định. Quanta Computer là một trong các đối tác laptop MacBook Apple Watch lớn nhất của Apple. Hay bộ ba đối tác quen thuộc của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và GoTech đồng loạt tăng vốn, mở rộng nhà máy Việt Nam thời gian gần đây. Doanh số của bộ ba đối tác lớn của Apple là Foxconn, Luxshare và GoTech tại nước ta liên tục tăng mạnh. Đến cuối năm 2021, tổng doanh thu ba nhà máy này đã lên đến 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước đó và tăng gấp 4 đến 5 lần kể từ năm 2018. Trong đó, Foxconn đã ký hợp đồng thuê một lô đất rộng khoảng 45 hectare nằm trong khu công nghiệp Quảng Châu, tỉnh Bắc Giang với giá khoảng 62,5 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 5, doanh nghiệp này tiếp tục mua một khu đất rộng 48 hectare tại Nghệ An, tại khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu đô la Mỹ. Luxshare ICT thì vừa khởi công dự án sản xuất linh kiện điện tử 150 triệu đô la Mỹ của mình tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An đầu năm nay, dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2024. GoTech cũng có kế hoạch triển khai một dự án mới tại Bắc Ninh trong năm 2023, chuyên sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị truyền thông, dụng cụ quang học. Như vậy, loại đối tác lớn của Apple trục trịch chi đến cả tỷ đô la Mỹ để đặt nhà máy của mình tại Việt Nam. Theo danh sách các nhà cung ứng mới nhất của Apple, hiện có khoảng 25 nhà cung ứng của Apple đã hiện diện ở Việt Nam, với 27 cơ sở sản xuất được đặt tại 13 tỉnh thành. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn với Apple, Việt Nam dự đoán có thể trở thành đại bản doanh mới của hãng táo khuyết này. Không chỉ các chi tiết thiết bị di động, cuối năm 2022, một nguồn tin từ Nikkei cũng nhấn mạnh việc Apple sẽ lần đầu tiên chuyển dây chuyền sản xuất máy tính MacBook sang Việt Nam từ giữa năm 2023. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Apple chú ý tới Việt Nam là do ngay từ năm 2019, hãng đã có chiến lược đa dạng hóa chuỗi sản xuất nhằm giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chủ yếu là chính trị, trong bối cảnh xung đột ngày một leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo các chuyên gia, Việt Nam là một lựa chọn thay thế rất hấp dẫn so với Trung Quốc. Miền Bắc Việt Nam có một số lợi thế mà ít địa điểm khác có thể sánh được. Phần lớn điều này là do vị trí gần với Trung Quốc và khả năng các nhà sản xuất tích hợp khu vực này vào chuỗi cung ứng hiện có. Lý do quan trọng khác là chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia khác. Thêm vào đó, Việt Nam cũng có chính sách thuế hấp dẫn cho các nhà sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. Hơn hết, việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam cũng giúp các đối tác của Apple đáp ứng nhu cầu của thị trường, khi Việt Nam là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất tại Đông Nam Á, đồng thời có đội fan táo đông đảo nhất khu vực. Ký kết phân phối với loạt đại lý ITC tại Việt Nam, Apple từ năm 2021 đã cho thấy sự tăng cường hiện diện của mình. Năm 2023, Apple chính thức mở rộng Apple Store trực tuyến đến thị trường Việt Nam. Nhận định về điều này, ông Nguyễn Đức Tài, đại diện Thế giới Di động, MWG và chuỗi Topzone chuyên bán sản phẩm Apple cho biết, bao nhiêu năm qua, Apple không hề có khái niệm quảng cáo trên TV, trên YouTube. Giờ các bạn thấy rồi, và đó là dấu hiệu tốt cho thấy họ quan tâm đến thị trường này. Khi Apple tập trung vào thị trường nào thì thị trường đó sẽ phát triển và điều đó sẽ tốt cho người tiêu dùng. Một đại diện đại lý mới đây cũng tiết lộ Apple có thể nâng thị trường Việt Nam lên mức ưu tiên cao nhất và mở Apple Store đầu tiên khi ra mắt iPhone 16. Điều này dễ hiểu khi nhìn qua các con số. Từ báo cáo mới nhất của Counterpoint Research đã tiết lộ một vài thông tin đáng chú ý về thị trường di động Việt Nam. Dù góp mặt trong năm thị trường giảm sút mạnh về doanh số smartphone, các sản phẩm iPhone của Apple tại Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh. Thậm chí, nhu cầu cho các sản phẩm iPhone 13, 14 series là rất tốt trong quý 1, 2023. Đáng nói, Apple là hãng sản xuất lớn duy nhất trong top 6 ghi nhận tăng trưởng dương tại 5 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam trong quý 1, 2023 với mức tăng 18%.
Các hãng sản xuất còn lại đều sụt giảm, lần lượt là 16% với Samsung, 10% với Oppo, 26% với Vivo, 13% với Xiaomi và 5% với Realme. Trước đó, báo cáo từ hãng nghiên cứu thị trường IDC cũng khẳng định Oppo là điểm sáng hiếm hoi của thị trường smartphone Việt Nam trong năm 2022 khi là nhà sản xuất lớn duy nhất tăng trưởng dương. Sau Apple Store Online, người dùng trong nước kỳ vọng hãng sẽ mở một cửa hàng bán lẻ chính thức Apple Store tại Việt Nam, giống với loại Singapore hay Thái Lan. Giới thạo tin trong nước khẳng định hãng vẫn liên tục tìm và lựa chọn địa điểm để mở cửa hàng này. Từ nay đến cuối năm, Foxconn, Luxair, ICT Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 công nhân phục vụ mở rộng sản xuất, gia tăng đơn hàng. Foxconn, tập đoàn đa khoa kỹ thuật Hồng Hải, là đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của thương hiệu Apple. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxair ICT cũng được biết đến là đơn vị đang sản xuất sản phẩm AirPods cho Apple tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn New Green Interconnect Technology, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng liên tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Trên đây là ba công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Giang Nguyễn Văn Huế thông tin, chúng tôi vừa hoàn thành việc giới thiệu tuyển dụng hơn 10.000 lao động phổ thông cho công ty Luxair ICT trong tháng 8. Phía đơn vị vừa gửi thư cảm ơn Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm đã hỗ trợ trong dịp cao điểm tuyển dụng tại Bắc Giang. Theo ông Huế, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh hiện khá sôi động, chỉ một số ít doanh nghiệp dệt may bị ảnh hưởng đơn hàng. Còn lại, những doanh nghiệp điện tử liên tục có nhu cầu tuyển dụng phục vụ mở rộng quy mô sản xuất, tiếp nhận đơn hàng của đối tác. Nếu như tháng 8, công ty Luxair ICT mới bắt đầu tuyển dụng, thì ngay từ đầu năm 2023, Foxconn hay công ty New Green đã có sự chuẩn bị nhân sự từ rất sớm. Các doanh nghiệp có đông lao động luôn có kế hoạch về nhân sự từ đầu năm. Mục đích của việc này là để tránh những biến động về nhân sự chuyển việc, nghỉ việc. Như vậy, công ty luôn có đủ lao động phục vụ tiến độ của các đơn hàng từ đối tác, ông Huế nói. Từ nay đến cuối năm, số doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tuyển dụng nhân sự qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã lên đến hơn 50.000 vị trí công việc. Trong đó, Foxconn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất 3.000 đến 5.000 vị trí. Bên cạnh lao động phổ thông, doanh nghiệp công nghệ này còn tuyển thêm các vị trí có chuyên môn, trình độ như hành chính nhân sự cho các công ty con. Dưới sự hỗ trợ của Trung tâm, các công ty đều tuyển dụng đủ số lượng, đáp ứng được nhu cầu rất lớn trước đó. Lý giải về việc này, ông Huế cho biết, đơn vị không chỉ kết nối việc làm cho lao động ở Bắc Giang mà còn nhiều địa phương lân cận như Điện Biên, Tuyên Quang, từ đó sẽ có nguồn lao động dồi dào đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Theo ông Huế, mới đây, ông có dịp trao đổi với giám đốc của một công ty con ở Trung Quốc đã đặt nhà máy tại Bắc Giang cách đây một năm. Họ cũng chính là công ty đối tác của Apple. Vị này cũng trao đổi, hỗ trợ đơn vị trong việc thu hút lao động và điều chỉnh tuyển dụng cho phù hợp với tình hình thị trường lao động tại Việt Nam. Hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 419 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp FDI tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá như các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời và các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo. Trong các khu công nghiệp, hiện có hơn 200.000 lao động làm việc, trong đó số lao động ngoại tỉnh chiếm 33%, lao động trong tỉnh chiếm khoảng 67%, tổng lao động nước ngoài khoảng 7,1 nghìn người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.